Mỗi ngày trung bình mà bạn đi giác như thế này có thể ăn tới 100 kg thực vật. Dạ, ngay phía trước đây quý chú bác sẽ được bắt gặp khá nhiều những bạn tài liệu đến từ châu Phi. Và chúng ta có thể phân biệt được tài liệu đến từ châu Phi hay chỗ Úc, Hồng Hoàng, ở trường của chú. Dạ, những bạn đến từ châu Phi, chúng sẽ có 2 ngón chân. Và những bạn đến từ chỗ Úc, chúng sẽ có 3 ngón chân. Trời ơi, khó lâu rồi, chị sẽ dành cho chú 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 những bạn đại điểu này thì chạy rất nhanh, có thể đạt đến vận tốc 70 km/h. Và một thông tin khá thú vị về loài đại điểu đó chính là với thân hình to lớn như thế này thì não bộ của đại điểu lại rất nhỏ, chỉ nhỏ bằng một hạt đậu thôi. Vì thế trong chúng kháng nó gần vài ngón.